Mạc Văn Khoa từng nghỉ sân khấu đi chở gạch thuê và có dự định xuất khẩu lao động. Mạc Văn Khoa đã có quá khứ nghèo khổ, tự ti về ngoại hình, rất chuộng sân khấu, từng đi chở gạch và những sóng gió liên tục bủa vây trước khi anh có ngày hôm nay. Trong mắt khán giả, Mạc Văn Khoa là diễn viên hài duyên dáng, cách nói chuyện dí dỏm, ngoại hình lạ và một giọng nói vô cùng đặc trưng. Lối diễn của anh rất gần gũi, hài của anh vui vẻ và vô cùng dễ chịu khiến khán giả rất thích thú. Mạc Văn Khoa là diễn viên hài trẻ sinh năm 1992. Sau 3 năm, anh được khán giả biết đến sau khi đoạt giải Á quân Cười Xuyên Việt. Vai diễn hài duyên dáng trong các bộ phim như Lật Mặt, Cua Lại Vợ Bầu và từ đó thu nhập 200-300 nghìn đồng của Mạc Văn Khoa đã tăng lên đến vài trăm triệu đồng. Là chàng trai có tính cách nhút nhát từ nhỏ, anh sống ở vùng quê nghèo tại Hải Dương. Nhà nằm giữa hai quả đồi, xung quanh chỉ có cây cối, nên anh chỉ suốt ngày ở nhà và đi học. Điều khiến Mạc Văn Khoa tự ti nhất đó chính là ngoại hình. Anh thấy mình thua thiệt với bạn bè vì mình vừa gầy vừa đen vừa xấu, lại còn nói ngọng. Anh chỉ thực sự bước ra khỏi nỗi tự ti khi lần đầu anh được lên sân khấu. Tuy chỉ đóng vai lính trong một vở kịch ở trường, nhưng anh khiến mọi người vô cùng thích thú và anh nhận được rất nhiều lời khen. Từ đó anh nhen nhóm ngọn lửa diễn xuất, anh xem hài và tưởng tượng mình là các nghệ sĩ. Rồi dần dần anh cũng tự nghĩ các tình huống câu nói hài để đi diễn kịch ở trường, ở xã. Mạc Văn Khoa nuôi ước mơ của mình lớn theo năm tháng. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đại học sân khấu điện ảnh nhưng không may bị loại ngay vòng đầu. Lúc đấy điều duy nhất anh có thể làm là trách bản thân mơ cao. Làm sao có cơ hội cho một đứa xấu xí ăn mặc quê mùa, nói ngọng như mình được vào học khi xung quanh là dàn thí sinh cao ráo, xinh đẹp, xanh điệu. Và thế là anh buồn bã lủi thủi về quê. Và may mắn đã mỉm cười với anh khi vào Nha Trang thăm chị gái. Anh đã thấy thông tin tuyển sinh và quyết định thi vào trường cao đẳng nghệ thuật Nha Trang khoa đạo diễn. Tuy lớp chỉ có 6 sinh viên, không có ai đẹp, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ xấu trai nhất. Anh không lo lắng về ngoại hình, nhưng nói ngọng NL lại là trở ngại lớn và anh muốn sửa. May mắn anh thành công sau 3 năm, chỉ chất giọng quê đặc trưng là không thể thay đổi. Sau đó vào Sài Gòn, Mạc đăng khoa học kịch tại sân khấu của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Anh vừa học vừa diễn kịch, số tiền anh nhận được là 50.000 đồng cho mỗi vai diễn. Và mãi không có cơ hội nào đến với mình, anh day dứt vì mãi ăn bám bố mẹ. Anh quyết định bỏ sân khấu và đi chở gạch cho người anh làm vật liệu xây dựng. Trong lúc anh có dự định đi xuất khẩu lao động, thì Mạc Văn Khoa may mắn thấy thông tin của chương trình Cười Xuyên Việt. Chỉ thi để thử sức nhưng anh bất ngờ vượt qua vòng loại và đạt hẳn giải Á quân của chương trình. Từ sau thành công này, anh có nhiều cơ hội hơn từ đóng hài, đóng phim đến chương trình game show. Tuy chỉ là những vai phụ, nhưng anh nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Chính bản thân anh còn ngỡ mình đang mơ. Trước đây anh kiếm được 5 triệu một tháng, còn bây giờ có tháng anh kiếm được vài trăm triệu đồng. Nhưng ít khi quan tâm đến tiền, Mạc Văn Khoa không tìm cách đầu tư hay tích lũy tiền. Anh làm xong chương trình bộ phim này lại dồn ngay vào dự án phim khác. Anh không để ý việc nhà sản xuất trả cát-xê hay không, nhưng anh may mắn làm việc với những nhà sản xuất uy tín, nên càng khiến anh chểnh mảng tiền bạc. Vẫn như thời mới ra trường, nam diễn viên hài chỉ thích ăn quán lề đường, đi dép tổ ong, dép lào hơn, đi giày, mặc vest. Anh không thích ăn mặc sang chảnh, ăn uống nhà hàng. Khi đi dự sự kiện phải mặc vest, đi giày, anh cảm thấy vô cùng gò bó và khó chịu. Mạc Văn Khoa là người quý trọng kỷ niệm quá khứ. Những món đồ gắn với kỷ niệm anh dùng đến khi hỏng mới bỏ. Ví dụ như chiếc điện thoại của anh hư nút nguồn, chai cả pin. Nhưng anh không thay vì đó là chiếc điện thoại đầu tiên anh mua khi kiếm được tiền, là vật ghi dấu khoảng thời gian khó khăn của anh. Ngay cả chiếc xe máy lần đầu mua, đôi dép và bộ đồ thi Cười Xuyên Việt anh vẫn còn đang giữ. Điều quan trọng nhất của anh chính là lo lắng cho bố mẹ. Trải qua tuổi thơ khó khăn nên anh biết bố mẹ đã vất vả thế nào. Vì vậy điều đầu tiên anh làm khi kiếm được tiền đó là xây nhà để bố mẹ có cuộc sống sung túc ở tuổi già. Khi chia sẻ về tình yêu, anh cho biết mình khá may mắn vì anh đã có chuyện tình suôn sẻ với bạn gái 4 năm. Cô ấy chấp nhận yêu anh ngay từ khi tương lai anh mù mịt. Thời gian đầu anh ít gặp bạn gái mà chỉ nhắn tin, không đủ tiền mời cô ấy đi ăn uống nước. Nếu có hẹn chỉ ra những nơi không tốn tiền như công viên hoặc nhà thờ Đức Bà. Mạc Văn Khoa rất vui khi nhắc tới bạn gái của mình. Khi bên cô ấy anh được là chính mình mà không cần rào đón. Cả hai cùng đi lên từ khó khăn nên hiểu và chia sẻ được với nhau mọi chuyện. Anh cũng rất được lòng gia đình bạn gái. So với nhiều người anh thấy mình không là gì cả, nhưng với bản thân đó là bước tiến dài. Và anh thấy mình thật sự may mắn khi có được ngày hôm nay. Thật chẳng thể ngờ một chàng diễn viên xấu lạ với nét diễn ngộ nghĩnh, nửa đùa nửa thật, luôn vui vẻ ấy đã trải qua những tháng ngày như vậy. Cũng thật may mắn vì tổ nghề diễn chọn anh để khán giả có được một diễn viên hài trẻ đầy tài năng, Mạc Văn Khoa.